Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy cò nhé. Thì rất là nhiều video đăng tải lên ấy, thì anh em mới chơi và là chia sẻ cách làm vỉ bẫy cò. Thì đây là cái vỉ bẫy cò của em và anh em này. Đấy, cái vỉ đây. Cái vỉ này thì là cái vỉ tháo lắp anh em nhé. Đối với cái vỉ tháo lắp này thì thứ nhất là anh em chọn cho mình một cái cây tre này. Cái cây này làm cọc cái. Đối với cây tre làm cọc cái thì anh em nên chọn cho mình là cái tre đực. Cái tre đực thì nó bền, cái tuổi thọ sử dụng theo thời gian thì nó bền. Và cái thứ hai nữa là rất là cứng. Còn về dưới đây thì anh em đục cho em một cái lỗ như thế này. Đấy, đục một cái lỗ ở đây để xỏ cái que liên kết buộc chân cò vào. Đấy, ở đây thì sẽ có một cái đinh này. Đấy, em tháo lắp hết ra cho anh em xem. Đấy, thì đây nó sẽ có một cái lỗ như này nhé. Đấy, anh em lưu ý nhé. Đấy, anh em cắm vào đây. Cắm vào đây thì anh em hạ làm sao mà cho nó vừa tầm lỗ. Đấy, anh em xiên cái đinh này sang. Đấy, xiên đinh sang thì là liên kết thì khi kéo lên ý. Đấy, kéo con cò mồi lên, hạ con cò mồi xuống thì cái vỉ của nó sẽ không bị tuột. Đấy, kéo lên như thế này, hạ xuống thì nó sẽ không bị tuột này. Còn trên đây thì anh em đục cho em một cái lỗ nữa. Đấy, đục một cái lỗ ở đây. Đấy, xiên sang cái này. Để cái này thì liên kết với cái dây vỉ kéo nhé, ở chỗ vỉ đoạn ngồi. Đấy. Đấy, nhiều chỗ thì anh em đánh cò giật đuôi cũng hay. Đấy, còn ở địa phương Bắc Giang thì đa số đánh cò vỉ kiểu như thế này. Đấy, đánh kiểu này thì nó hạ cái con cò mồi của mình xuống dưới đất ý. Thì con cò nó sẽ chịu hơn. Cái cọc này thì anh em làm khoảng thế này 2, 4, 6, 8, 90 phân cho tới là 1 mét để anh em cắm vào. Và là từ cái phần dưới đất này. Đấy, từ cái phần dưới đất lên thì nó rơi vào tầm khoảng 40 là lên đến cái từ phần dưới đất lên là 40 để 40 phân nhé, để liên kết vào cái cần này. Đấy, còn cái cần này thì chiều dài của nó thì tùy. Đấy, anh em cứ làm rơi vào tầm khoảng 1m3 được, khoảng 1m2. Đấy, tính từ đây này đến đây này. Đấy, thì cũng cái này thì được làm bằng tre nhé anh em nhé. Đấy, anh em làm bằng tre thì cái độ dẻo nó rất là cao. Đấy, khi con cò nó hạ xuống, thứ nhất là nó không bị mất sức. Và cái thứ hai nữa nó sẽ dẻo. Đấy, nó dẻo thì con cò ở trên nó sẽ theo xuống. Còn đây là cái dây rút để buộc chân này. Dây rút thì làm bằng cái dây dày, cái dây vải anh em nhé, thì nó sẽ không hại chân con cò. Đấy. Đấy, dây rút đây. Còn về cái phần đây là cái cọc con cò đứng này. Cái cọc cò đứng thì làm theo kiểu bắt sen kiểu như thế này. Đấy, dây buộc đây. Đấy, rất là nhiều video quay cho anh em rồi. Đấy, thực tế một cái vỉ thì nó đơn giản như thế này thôi. Đấy, liên kết như thế này thì sau anh em kéo thì nó sẽ hạ lên hạ xuống như thế này. Đây. Kéo thì nó hạ lên hạ xuống. Đấy, rất là nhẹ này. Đấy. Và anh em làm như thế này thì cái vỉ nó sẽ không bị xoay nhé. Đấy, nó chống xoay luôn cho anh em. Đấy, khi cò xuống thì anh em đặt cố định hướng nào thì cò nó sẽ đổ về hướng đấy. Đấy, một video thì xin chia sẻ đối với anh em là cách làm vỉ bẫy cò đấy, của địa phương người Bắc Giang. Anh em nào xem được cái video này thấy hay thì anh em hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục đón xem những cái video bẫy cò. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.